Sa đó bà vô gian địa ngục lũng đạo thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả đều chẳng phải theo nghiệp quấy mà sanh bao đường ngài thánh nữ bèn mà đang sắm nhiều hướng qua cùng những đồ lệ cũng rồi đêm thờ được Phật giả qua định từ tại vương trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của đức gian qua định từ tại vương đắm mê hoàng dùng đồ canh tôn nghiêm thanh được chiêm bái tượng của đức Phật lại càng thần đã giá đô thần cả chỉ về kêu đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi với tôi đang bành hồi và dần thế nào cũng rõ mẹ tôi sinh vào chốn nào nghĩ đến đó thanh nữ buồn tối rơi lệ chấm nhìn tưởng như lai mà bỗng nghe ra người không có tiên bảo rằng thanh nữ được khóc kia thôi đừng có bị ai quá lắm nay ta sẽ bảo cho người biết cho của mẹ người thanh nữ chấm tay hướng lên hư không mà bái rằng đức thần sau đó của tôi như thế từ khi mẹ tôi mang đến nay tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi đang sinh vào chốn nào giận như không lại có tia bao thánh nữ rằng ta là đức phật quá khứ chị mời đó đấy người thương nhớ mẹ rồi hơn thượng tình của chúng sanh nên ta đến chị bảo thánh nữ nghe nói xong liền té xìu xuống tay chân bên mấy điều bị tổn thương những người đứng bên một lần sao đánh đỡ mai tỉnh lại rồi bệnh cùng chánh hư không mà rằng của sinh đức phật soi thương bảo ngải cho rõ chỗ đang sanh của mẹ còn nay tĩnh tâm được giá qua định tự tại vương như lai bảo thánh nữ rằng muốn dưỡng sống ngươi mau mau trở về nhà rồi gọi ngay nặng nghĩ tưởng danh hiệu của ta rồi ngươi sẽ biết chỗ đang sanh về nhà thì thương nhớ mẹ lên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của đơn giá qua đơn từ tại vương như lai đại số một ngày một thiên bóng thấy thân mình đến một bờ biển kia nước trong biển đó sôi sùng sùng có rất nhiều thú dữ rồi bên kia thấy những trái con ca số nhiều đến nghìn mô thôi kìm một nơi ở trong biển bị cá thú dữ dành nhau ăn thịt lại thấy quy nhà xó anh thu đều là lùng hoặc nhiều tá nhiều mát nhiều chân nhiều đầu răng nanh chỉ ra ngoài miệng bé nhọn dựng gương thôi giờ rồi quỳ lại chấm ba người tôi tâm quan đầu chân người tội lại hình trạng bố thứ chẳng dám nhìn lâu khi ngày thánh nữ nhờ được xứ niệm phật nên tự nhiên không kinh sợ có một vị quỷ vương tên là vô động nên cúi đầu hình tim bồ tát ngài có